anh chỉ cần quan trọng là em về với anh thôi, anh sẽ hứa anh sẽ sửa sai, anh sẽ không chơi bời nữa. Bây giờ em về với anh nhá. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt nay sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin. Làm sao? Mày thân tên đây làm lõm à? Anh nói đi, em không thích nói đến đây đâu. Từ nãy là nó nghe hết chuyện của anh với chị Thu ấy. Ê, đón em về, tại vì anh thương em lắm. Nên ngày hôm nay anh suy nghĩ kỹ rồi, em muốn anh đón em về để chúng mình lại về, chúng mình ở với nhau. Rồi anh sẽ hứa với em từ giờ trở đi, anh sẽ hứa anh sẽ sửa sai và anh sẽ không chơi bời nữa, không ăn chơi nữa. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Ngày hôm nay là anh muốn anh đón em về để em về với anh. Nhưng mà tại vì từ nãy giờ em bảo anh ấy, bởi vì là chúng mình xa nhau thời gian quá là dài rồi. Tất cả mọi người đều biết là chúng mình chia tay rồi, em cũng đến với Hiệp rồi, mà bây giờ em quay lại với anh thì đúng là mọi người cười mặt vào mặt em đấy. Kệ đi, anh chỉ cần quan trọng là em về với anh thôi, anh sẽ hứa anh sẽ sửa sai, anh sẽ không chơi bời nữa. Bây giờ em về với anh nhá. Nắm tay anh đi cùng anh, nguyện một đời yêu. Bởi vì là em rất là sợ ấy, ngày xưa anh chơi bời như thế. Thôi anh nên không chơi bời nữa. Nên là chúng mình mới ra nông nỗi này. Chứ còn nếu mà anh không chơi bời ấy, anh bỏ cái tính mà hung hăng ấy thì không bao giờ chúng mình như thế này đâu. Tại vì là anh thương em lắm, bây giờ em đang mang trong bụng đứa con của anh mà. Anh không muốn để em tự nuôi con của mình đâu. Anh không muốn ấy, em phải khổ. Và anh không muốn ấy, em ấy phải chịu đựng vì anh. Rồi sau này ấy, con nó phải nhìn thấy bố nó còn vui. Thôi em đừng nghĩ ngợi gì nữa, đi về với anh nhá. Lắm lúc em nghĩ cũng tội con, nhưng mà thôi em sẽ về với anh. Thôi, giờ để cho con của mình nó còn có bố mẹ. Thì về anh nhá. Đây là vui nhá. Thế là... Nhưng mà anh phải hứa là không bao giờ anh được hư nữa nhá. Anh hứa. Phải thật lòng ăn, xong rồi anh phải chịu khó làm ăn. Rồi ok, để đây con là... con của chúng mình còn được ra đời, nó thật có thật là hạnh phúc. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Vẫn ánh mắt nay sáng long lanh, như trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhớ những lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng dừng xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn đời sau này. Anh đợi nhá. Vâng, anh ngồi đấy đi. Anh đi chung ngồi đi, em sẽ chọn đồ. Đấy theo, và anh xin lỗi chị Thư, anh cái chị Thư đồng ý luôn. Rồi bây giờ anh biết mà chị Thư vẫn còn tình cảm với anh ấy. Nên là anh nói, nên là chị Thư vẫn cũng muốn là về với anh. Tại vì bây giờ anh cũng thương đứa con của chị Thư lắm. Tại vì con ấy con của anh mà. Vâng, chồng là anh biết thay đổi như thế là được rồi. Ơ Thư, Thư ơi. Đây, ít đồ đi. Thế thôi, em chỉ để một ít đồ đây thôi mà. Đi, đi về đi. Bây giờ về nhà mình rồi, là chúng mình lại sống hạnh phúc với nhau hồi xưa nhá. Mày thân tên đây làm gì? Từ nãy là nó nghe hết chuyện của anh với chị Thư ấy. Tao bảo mày đến bán tao làm gì? Mày không phải định nói đến Thư nhá. Thư bây giờ ấy đã là người của tao rồi, cho nên mày đừng như rồi bắt chửi qua lại mày. Mày chưa nghe đi câu quay nói mày à? À mày lở, mày lại làm bạn với tao à? Tao nói cho mày biết nhá, tất cả ấy đều là do mày ép buộc tao hết, chứ thực ra ấy, tao vẫn còn yêu Thư. Đây là quán của Thư đấy, mày ăn nói cho cẩn thận nào. Đào, mày người làm tao nghe thấy đấy, mày nói ăn nói mày vào đây, đúng mày đóng cửa đầu nói chuyện mày luôn, mày thích thể hiện đúng không? Hoàng mày thích thể hiện đúng không? Bây giờ mày cần tao ấy, nói tao bảo mày thích thể hiện không? Mày thích thể hiện không? Mày thích thể hiện không? Có chuyện gì mày đấy? Mày yêu mày có ra được ngoài không?
tin đi, tao nói là thư tất cả sự thật không? Thư thật gì? Thật gì? Tao đố mày nói luôn đấy, tao nói mày biết rồi này. Hôm qua tao đã cho mày câu hội rồi nhá, tao đang mày đi tòa rồi nhá. Hôm nay mày lần bằng với tao à? Hả? Còn là tao đi, hôm nay tao đoán thư về đấy được chưa? Tao mang thư về, tao đoán thư về. Rồi tao thư sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc? Mày ghen à? Tao đéo mà tao ghen. Cái loại mày là loại khốn nạn. Làm cái sao? Mày đã bảo tao ấy là phải nói lời trên tang thư. Lúc đấy mày không mang cái video đấy cho bố đứng xem. Tại sao hôm qua ấy mày mang cái đoạn video đấy cho tao thích đấy, bố mày hai mặt đấy được chưa? Bố mày hai mặt đấy. Nó trả nó giả tạo ấy. Em cứ để anh xử lý nó. Tạo này, mày đứng thể hiện đây. Còn đây thằng Nam nó đứng ở ngoài kia nghe anh đừng đấy à? Nó nghe từ đầu đến đuôi luôn, em cản nó. Tao nói lại nhá. Thì mày có thích theo dõi tao không? Mày có thích mày có thích này, không? Tao nói mày biết này. Hôm nay á, tao đố mày ấy, mang thư đi về nhà mày đấy. Tao nói mày luôn này. Tao ra thư về luôn, thư sẽ về với tao. Từ bây giờ ấy, mày với thư chả liên quan cái đéo gì cả. Em đi về đi. Thư phải tin điệp. Thư phải tin điệp. Về đi. Thư phải tin hả? Đi ạ. Không được nha. Mày thích vẫn thể hiện đúng không? Thư ơi, về đây thư phải nghe thì phải thích đã. Thằng kia nó đang ngồi với đi ấy. Mày cút cho mày. Ừ, tao lắng lên. Mày không có việc gì mà vào đây. Mày về đấy, đi về đây mà kệ. Chưa đấy, không đi thôi. Đi đi đi. 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 Tao nói mày nghe này, bây giờ thư ấy về với tao rồi. Và tao không nói chuyện với mày rồi. Chấm dứt cái thư đi. Mà mày bộ dạng mày mặt dày vừa thôi. Từ hôm qua đến bây giờ ấy, chắc mày lại đi theo dõi tao à? Hả? Tao theo dõi mày đấy. Chính mày ấy, hôm qua mày đến nhà thư mày lịnh nọt cả bố thư nữa. Sao lại mày bị hổi đấy? Lịnh nọt hay không phải hoảng dũng nhá. Lịnh nọt hay không phải hoảng dũng. Tao biết thừa. Đây, chả hết mày nói này. Bố mà mày như nào bố tao sẽ biết hết. Tất cả những gì mà mày nói cho bố Tư ấy, tất cả chỉ là ấy, đang lợi dụng thôi. Đang là lợi dụng thế cơ? Mày nói đổ oan cho tao thế cơ? Tao chả đổ oan gì cả. Mày dám lừa của tay người à hả? Bộ mặt của mày như thế nào ấy thì tao nói cho bố mẹ của Thư như thế. Tao kéo nó lại, tao kéo nó lại cái gì cả. Thì em đi về với anh. Còn mày ấy, còn không có cửa mà đứng ở nhà tao. Đây là quán của Thư, quán làm ăn của Thư ấy nhá. Từ lần sau ấy mày vào nhà tao đi, mày phải xin phép cho chưa, không phải tự tiện đâu nhá. Được chưa? Còn là tao nói mày biết này, mày thích đi chạy ấy thì mày bảo tao một câu, còn đừng có thể hiện. Tới cái thời tao thấy mày ơi mà trời đấy, Tư ấy hỏi Tư đây bây giờ còn tình cảm với mày không? Đây thì em nói mới nói đi, như thế nào em nói mới nói đi, cho xong hết mọi chuyện đi. Anh đừng đến đây nữa, to với anh ấy cắt đứt rồi. Bây giờ tôi chấp nhận về với anh Kiên, còn anh đừng có đến đây nữa, đừng có làm gì nữa. Mày nghe thấy chưa? Nghe đi. Mày nghe rõ chưa? Mày có thủ không? Đi về. Biến đi. Đi về đi. Mày biến đi. Ra mày trong cổ trong mày rồi anh. Thế đấy là làm gì nó nói lên tai anh Vinh. Mày biến mày về nhá, đừng có đến đây nữa. Đang mày ngồi bỏ đóng cửa ra. Nó đâu có anh từ nhà luôn. Đóng cửa ra. Đi mà. Chuyện này ấy, cũng xong đâu. Đi về. Nhà mày Thư vào đây chưa? Người ta làng xóm người ta nhìn người ta nói cho. Dạ, nói đến tận rồi quán đây là nó lạnh vẹn vẹn đấy chứ ạ. Anh ta anh nhìn cái gì em chẳng hiểu ấy. Ý là bảo anh này, ngày hôm qua anh đến anh nói sự thật cho bố em biết đi. Nó trách anh. Câu chuyện này sẽ anh sẽ kể em sau. Nó rất là dài. Nhưng mà em hãy bảo này. Ở thời gian này anh nghĩ là nó sẽ qua quán đây nhiều để nó rình rập ấy, nó hóa hại em đấy. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Bây giờ đi đâu thì em bảo với anh đi cùng. Hoặc là bảo với Dũng đi cùng. Không, bây giờ chị đi, chị phải cẩn thận đấy. Chứ bây giờ mà em đi một mình, đi ra quán nào một mình ấy, nó đâu lại vào quán, nó phá quán hay sao, đúng không? Đúng rồi. Mẹ tao vốn nạn đây, thì người đó, em nhìn thấy nó ở đâu ấy? Nó, em ở nhà thấy anh đi đấy, xong rồi nó theo dõi đằng sau đít anh, thì em đi theo luôn. Tư ở nhà? Tư ở nhà đến đây mà. Đi về đi, đi về đi, đi về đi, đi về đi. Giờ này anh theo dõi anh lắm. Đi mọi người đi về đi rồi tính xong. Cãi nhau ở đây, chính quyền người ta ra đấy. Bốn nạn. Anh tối giờ lần mặt thế. Đấy mày nghe đấy hôm đấy đấy tao bảo với anh như thế thì bây giờ lần mặt. Về đi tắt điện đi em. Xuân đi ra đi. Em về trước nhá. Hello mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Và Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi.
Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan, một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân, và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống rồi, rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhé. Ok mọi người này, một lọ của nó sẽ như này đó. Bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhá, mỗi lần thì 2 viên, một viên to một viên nhỏ đó. Đó như này. Một viên bé này, viên một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó. Cái sản phẩm này thì dành cho những các bạn nào mà ăn lâu năm mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên. Đó. Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại trả lại tiền luôn. Đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên. Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi. Và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Đấy, sự gắt gọt không? Đấy, sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp sai ngay anh em ạ. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá. Nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.